thêm nhiều ngôi nhà bị sạt lở xuống sông Cầu. Trưa mùng 7 tháng 4, trao đổi với phóng viên báo Giao thông, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh xác nhận 5 nhà dân ở phường Vạn An vừa bị trượt phần móng xuống sông Cầu, người dân an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, vừa đến kiểm tra thực tế tại hiện trường, hiện tại cả 5 ngôi nhà trên đang bị trượt, phần thân nhà đổ vào trong, phần móng đã trồi ra phía lòng sông. Cơ quan chức năng thành phố Bắc Ninh đã sơ tán khoảng 10 hộ dân ở khu vực ven đê sông Cầu có nguy cơ bị sạt lở ở phường Vạn An. Trước mắt, vì tài sản trên vẫn thuộc các hộ dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh giao cho Ban quản lý dự án thành phố xây dựng phương án tháo dỡ, thanh tải vật liệu để giảm trọng tải cho bờ sông, tránh cung trượt tiếp tục mở rộng. Về giải pháp lâu dài, thành phố Bắc Ninh đang lập dự án để di dời dân đến nơi ở an toàn và xây bờ kè đê sông Cầu ở khu vực sạt lở tại phường Vạn An. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do sạt lở và sự cố công trình gây ra.